Trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, gia đình ông Nguyễn Tế ở thị trấn Lạc Dương có nguồn thu nhập ổn định từ 1 hectare hoa hồng được trồng trong nhà kính hơn 10 năm nay. Với mức thu nhập bình quân mỗi năm gần 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Là khách hàng truyền thống gắn bó với ADIBank chi nhánh huyện Lạc Dương từ lâu, nên gia đình ông Tế luôn được đơn vị hỗ trợ vay vốn kịp thời với mức vay từ 8 đến 10 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư vào sản xuất hoa các loại trong nhà kính. Tuy nhiên, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên việc tiêu thụ hoa gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn thu nhập của gia đình ông giảm từ 70 đến 80%. Vì vậy, ông Tế rất khó khăn về vốn đầu tư và được ADIBank chi nhánh huyện Lạc Dương hỗ trợ cho vay 2 tỷ đồng để vừa tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn hoa hồng và đầu tư trồng thêm 3 sào hoa cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng thu nhập. Cùng với việc cho vay vốn, đơn vị cũng đã kịp thời hỗ trợ giảm lãi suất vay từ 6,5% xuống còn 4,5%, giúp ông giảm bớt khó khăn. Còn với công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt có văn phòng đặt tại phường 10 thành phố Đà Lạt, sản xuất 10 hectare cà phê, atiso đỏ, macca, hồng ăn trái và kinh doanh hàng đặc sản Đà Lạt như hồng sấy, hồng treo gió, khoai lang bật, các loại sản phẩm atiso, macca, mật ong v.v. cung cấp cho thị trường nội tỉnh và một số tỉnh thành khác trong nước với sản lượng hàng chục tấn mỗi năm, đem lại doanh thu từ 20 đến 25 tỷ đồng mỗi năm. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn về vốn để đầu tư và cũng được ADIBank chi nhánh huyện Lạc Dương giải quyết cho vay 4 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất cây atiso và kinh doanh hàng đặc sản, đồng thời hỗ trợ giảm lãi suất xuống còn 4,5% theo quy định để chia sẻ khó khăn với công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, ADIBank chi nhánh huyện Lạc Dương đạt dư nợ trên 1.077 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ gần 13,5% so với đầu năm, với hơn 1.540 khách hàng dư nợ. Cùng với hoạt động cho vay, đơn vị cũng đã thực hiện giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng với mức giảm từ 0,5 đến 2,5%. Từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến nay, đơn vị tiếp tục thực hiện giảm lãi suất 10% cho tất cả khách hàng vay mới, giúp khách hàng tăng năng lực tài chính, đầu tư vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện 2 đợt giảm lãi suất cho 1.550 khách hàng với dư nợ gần 1.084 tỷ đồng, cơ cấu nợ cho 16 khách hàng với dư nợ trên 16 tỷ đồng và cho vay ưu đãi lãi suất cho 100% khách hàng vay mới với lãi suất giảm tối đa là 10%. Thông qua các chính sách hỗ trợ, đơn vị đã giảm lãi với số tiền trên 2,5 tỷ đồng cho khách hàng. Từ nay đến cuối năm 2021, bên cạnh việc đẩy mạnh huy động nguồn vốn nhằm đảm bảo cho vay khách hàng, giúp khách hàng có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ADIBank chi nhánh huyện Lạc Dương còn triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ khách hàng về giảm lãi suất, giảm các loại phí dịch vụ nhằm giúp khách hàng giảm bớt khó khăn, nâng cao năng lực tài chính, duy trì sự ổn định trong sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển địa phương.